ai thấy cái ghế này mình review luôn. Đó, dữ dằn. Ghế này được, để đâu được. Ngồi trên Cần Thơ luôn nha cả nhà. Để đâu cái ghế này. Ghế này massage ngon lắm ha chị. Im lắm mà có quạt luôn hả? Cái ghế này lên Bluetooth nằm đó mà cho massage để cái nó nhạc nghe. Cái hiệu này hiệu gì? Hiệu gì? Candy ha. Candy quá. Trời ơi, lúa mà còn đọc tiếng Anh. Để hai giờ đó ha. Ừ. Hai giờ. Rồi hai tay thọt vô đó đó. Thọt ở đâu? Nè, hai tay hai bên nè. Nè. Ơi, cho nó mát xa coi. Trời ơi, trời nó nguộn quá trời. Nó nguộn cái siêu sắc. Mà ủa nó có cục hả chị? Chạy lên đi xuống. Đó. Nó có cục luôn. Hai lúa mát xa đó nha. Có cục gì? Cục vậy đừng nói hai cục nha. Hả? Đầu đi massage chỗ đắp cái chân luôn cả nhà ơi. Cuộn nhọt. Oh my god. Nhọt quá. Hồi. Chuyện đó anh ơi. Đánh tới đít luôn à. Hả? Đánh tới đít luôn. Đánh luôn vậy hả? Tới mông luôn. Tới mông mình luôn á. Dữ rồi. Nó kẹt hai tay đúng rồi. Nó kẹt gì đó. Hả? Đã luôn á. Cái này mình ghế kém nha cái nhà nó đắt quá trời. Trời đá luôn á. Tập cho Út mày hết nhất cái Út mày về mua. Mua nha, im hết trời luôn con nè. Út mày về mua cái luôn. Đó này nằm mơ có ông bà cho số, mua cho tấm số chút đặc biệt mua ghế này cả nhà em quá trời ơi. Thì miếng chút đặc biệt thì mua cái ghế 180 triệu. Ghế này nhiêu? Có 33 triệu hả? Ghế này 33 mà đánh gì cũng không rồi. À, kinh thấy mắc tiền nào cũng đánh im không đấy. Mà mình mua gì cũng mừng rồi. Thế là tính mua không nổi đó chứ. Trời nó có cuộn luôn. Đánh tả lắm cả nhà ơi. Ủa nó đánh tới cái đầu, cái cổ, cái vai, cái... Nói tới đó là thôi nghe, đừng nói nữa. Cái lưng rồi cái mông luôn cả nhà ơi. Dò gì từ lưa chưa chơi. Nói chung là tạm thân luôn. Im lắm luôn. Đánh cái chỗ nào mà của mình đang bị nhất là trúng cho đó là nó đau. Cứ thấy trên này nè, hai cái nó búp lại, nó búp lại. Cuộn chứ không phải chơi đâu đó. Mà cái này chị thịt nhiều hơn em. Mà chị còn đau rồi không. Mà giờ chị không ngày 4-5 ngày. Nay thì ngày chị làm có 20 phút mà chị không có ấy nhiều. Có năm cưng ấy nhiều hơn chị. Ông tại ông mần nhiều. Ông massage nhiều chị. Cái này không cần chồng luôn. Có cái ghế là không cần chồng massage luôn. Trời ơi đã ghê anh. Nhờ cái ghế luôn. Xa. Bởi vì Phong nó nói mà giờ ai đâu đấm bóp đi chị ơi, bữa mới nhỏ giờ nó còn không bóp. Mua mẹ nó bóp. Vợ nó còn chưa bóp. Trời mưa không bóp chừng ai. Cái tay cứ ngắt gì đó. Cái tay tê là cứ thấy nó không dễ hết. Quá trời luôn rồi, hồi cái nó ngưng nha. Cái nó cuộn lại. Đánh cái lên, nó đánh xuống, đánh lên, đánh nó xuống. Nó bóp cái đầu em rồi, nó bóp ngay cổ. Nó xa toàn nó thân. Cái tay nó rồi. Đó, đánh cái ghế này đi ăn kéo mà về chứ đánh hết nhất luôn, nó cười dữ. Anh lần trước tiên dạ. Anh thưa mẹ, dòng đau mà massage cái ghế này mà ăn lần gì hết chắc người ta súng lên người ta ì người ta đi mua. Nên tao đâu có tốn tiền thôi. Này út gạo lên tu nghiệp nó lắm mấy cái. Ha út gạo, út gạo. Út gạo luôn mẹ cái mình nó kiếm không mà lên đây chắc nó cần. Nó có hẹn phút vậy chị? Có 20 phút đó. Bác cần giùm đó, móp đó. Chữ lớn đó 14 đó hả? Ừ, 14 rồi hả? 14 phút rồi đó hả? Ồ, nãy giờ nằm nhưng mà nói chuyện thôi. Phải 14 không? Còn nhiều cái đó còn nhiều. Trời ơi, mới có 6 phút à, còn 14 phút nữa đó. Dạ. Mẹ ơi, nên mua cái ghế massage gì? Candy gì nè cả nhà. Ồ, đánh massage đi, nó cũng khỏi cần chồng mà khỏi cần bà xã luôn cả nhà ơi. Bữa nay mở bên té đó cả nhà. Anh té chứ không phải là cái này là của em Ngọc nha. Té của bà chị. Chị bà mới mua, Ngọc review rồi trải nghiệm luôn. Nhà thích thì nên
đau chứ đâu có nhộn. Hai cái chậu với nhau. Bữa giờ tôi mệt luôn rồi. Họ lên thử coi anh. Họ cái mát xa này của bà chị cảm giác không như thế nào. Ừ trời ơi nó bóng nó quéo. Nó có cuộn lên nó đánh mình vô những cái điểm mà mình nhất á cả nhà. Chúng đá là nó bị thốt và đau liền. Quả đắng của nó bằng gì vậy? Không không gì vô thì gọi chị Thanh để đi vô siêu thị nữa nên nó chưa làm thử trời ơi 74 triệu lên làm nhiều ghê ngon lắm thì cái gì có rồi có một bánh kẹo mà năm này là đó mấy kẹo có mấy chục ký đô mà vào bảy triệu trăm mấy ký hả vậy là nó cũng có bán số lượng ký ha rồi rồi như 100 mấy triệu là nó ra bao nhiêu ký nữa nó đang lên nhanh lên mất tiền thì nó phải ra số lượng ký nhiều nó mà thêm như mình đã quen xài Candy nè cả nhà. Đó, ba mấy triệu à cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình ốp nó nha cả nhà. Đó. Xong. Ba mấy triệu à. Ghê lắm cả nhà ơi. Coi ở dưới này coi nó có cái gì mà mày đánh tao cục cuộn vậy. Hả? Không thấy gì hết mà nó đánh cuộn luôn. Dưới này nó mát xa quá trời luôn. Cuộn. Video của Ngọc đến đây hết nha cả nhà. Ngọc review cái ghế của bà chị mới mua. Chị Candy.